Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái hệ thống phòng cháy chữa cháy tủ trung tâm. Có một điều đặc biệt ở các cái tủ trước tôi giới thiệu thì nó giống nhau hết, nhưng tủ này là phiên bản tiếng Việt và cái màn hình này là màn hình cảm ứng. Các bạn nhìn thấy không ạ? Màn hình cảm ứng thì nó sẽ dễ hơn cho người Việt sử dụng đối với các bạn không biết tiếng Anh. Đây là zoom báo cháy này, lỗi này, giám sát này, vô hiệu hóa này, sự kiện này. Đấy, xét hệ thống này, ngắt còi cảnh báo này. Ví dụ nhá, mình ấn vào zone báo cháy thì chọn người dùng. Đấy, các bạn muốn xem thông tin nào ở đây trong này có rất là đầy đủ. Ví dụ thông tin hệ thống này. Đấy, nó sẽ hiển thị lên. Đây thì báo cháy online được nhá, kiểm tra các zone này. Đấy, các cái zone mà bạn muốn tìm. Thì ạ. Rồi, ví dụ chúng ta kiểm tra tủ này. Đấy, kèm theo màn hình này. Đấy, lựa chọn màn hình. Màn hình sẽ được luôn phiên hiển thị các màu sắc khi mà mình ấn vào, được chưa? Kèm theo còi. Đấy, nó vừa kêu lên đấy, các bạn nhìn thấy không? Rồi, tiếp tục này. Trở ra này. Các bạn nhìn thấy là đây có cái cài đặt này, ngày giờ này. Kèm theo zone này, kèm theo tủ này. Kèm theo thiết bị này, xem lịch sử này. Đấy. Dạ, đây là xem chi tiết các lịch sử luôn các bạn. Đấy, bảo sự kiện báo cháy này, tất cả các sự kiện này. Các bạn có mục in này hoặc thêm một cái lựa chọn mới. Ở đây khi mà có báo cháy ấy, thì các bạn có thể reset tủ ở trên này luôn bằng màn hình. Đây, ngắt báo động này, ngắt còi tủ này, reset hệ thống này. Thấy chưa? Điều khiển kích hoạt này, kích hoạt điều khiển này nhá. Đấy. Để các bạn xem những cái bạn đang cách ly hay disable nó thì người ta gọi là vô hiệu hóa nó, đúng không? Đây, các bạn đã nhìn thấy đó. Đấy, các cái lốp đang vô hiệu hóa này. Rồi, quay lại này. Các cái lỗi đang có này. Đấy, lỗi vô hiệu hóa có nghĩa là bạn đang vô hiệu hóa cái lỗi này. Chứ thật ra trên lỗi này không có cái tủ nào. Các bạn nhìn đây nhá, đây, nó đang báo đây này. Được chưa? Disable ấy. Còn lại, khi mà có triple lỗi này, có disable này. Còn lại thì các bạn nhìn thấy không? Không có một ngoài gì hết. Có nghĩa là hệ thống hoàn toàn bình thường. Nó chỉ có cái lỗi disable đây là do các bạn đang vô hiệu hóa. Đấy, các cái lúc này khi mà mở nó ra thì là nó sẽ quay trở lại bình thường thôi. Đấy. Khá là đơn giản để các bạn xử lý nó. Rồi, xin chào và cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn có câu hỏi nào về cái phần vận hành của cái tủ này thì có thể đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.